Bạn không thể phục vụ cả thế giới. Bán hàng là làm dâu trăm họ. Cũng như người ta hay nói là 9 người 10 ý, thì với công việc bán hàng cũng như vậy. Bạn phục vụ có thể là 9 khách hàng nhưng mà có đến 10, mười mấy ý kiến khác nhau. Thế nên bạn gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình phục vụ và bán hàng cho khách. Và nỗi đau bạn đang gặp phải đó chính là các bạn đăng bài sản phẩm rất là nhiều nhưng mà không có ai mua. Và hơn hết nữa là bạn tốn rất là nhiều thời gian cho cái việc đăng bài này. Có thể là bạn dành một phần lớn thời gian trong ngày để có thể đăng bài, để có thể đem những cái hình ảnh sản phẩm tới khách hàng. Tuy nhiên là không có người mua. Và khi mà không có người mua thì bạn cũng không bán được hàng. Và bạn không bán được hàng thì nó sẽ dẫn đến là không có doanh số, gặp thất bại trong việc kinh doanh. Và đôi khi á, trong một cái quá trình các bạn bán hàng như vậy, các bạn đăng tải sản phẩm như vậy mà nhiều khách hàng còn hỏi cái câu là bạn bán sản phẩm gì, đôi khi họ không biết là bạn bán sản phẩm gì luôn đó. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý. Mình bán hàng mà mình đang không làm được cái việc là cho khách biết được rằng mình bán cái gì thì mình đã gặp phải thất bại rồi. Thế nên là chúng ta hãy đưa ra những giải pháp để có thể khắc phục được ngay và luôn tình trạng này. Và giải pháp đầu tiên đó chính là các bạn hãy chọn cho mình một cái dòng sản phẩm chủ chốt, một cái dòng sản phẩm mà các bạn có thể kinh doanh thường xuyên, lâu dài. Và dòng sản phẩm này nó phải phụ thuộc vào việc khách hàng của bạn cần gì, khách hàng của bạn thích gì đó. Các bạn hãy xác định xem rằng cái tiệm khách hàng tiềm năng của mình, cái tiệm khách hàng này họ đang cần điều gì, họ đang có nhu cầu như thế nào và họ đang mong muốn sản phẩm gì, thì các bạn sẽ đáp ứng cho họ những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu, phù hợp với sở thích và mong muốn của họ. Và cái dòng sản phẩm này nó sẽ là dòng sản phẩm chính, đem lại cái lợi nhuận, đem lại cái doanh số cho công việc kinh doanh của bạn. Và cái giải pháp thứ hai là các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái nhóm đối tượng khách hàng để phục vụ. Có thể là bạn mong muốn rằng mình có đa dạng tiệm khách hàng, mình có nhiều khách hàng. Tuy nhiên là các bạn vẫn phải focus vào việc lựa chọn một cái nhóm đối tượng chính để mình phục vụ, để mình có thể biết được cái dòng sản phẩm nào là cái dòng sản phẩm phù hợp nhất đối với cái đối tượng khách hàng này. Và từ đó bạn có thể thống nhất được thời gian cũng như là thống nhất được cái kế hoạch chăm sóc khách hàng tốt hơn. Bạn có thể nhắn tin, trò chuyện, chăm sóc, hỏi thăm khách hàng để có thể duy trì được cái mối quan hệ này với khách hàng và cũng có thể duy trì được cái việc bán hàng cho nhóm đối tượng này. Và từ đó nó sẽ giúp cho bạn duy trì được cái doanh số bán hàng của mình. Các bạn hoàn toàn có thể có đa dạng đối tượng khách hàng nha, nhưng mà các bạn phải lưu ý là lựa chọn một cái nhóm đối tượng khách hàng cụ thể để bạn focus vào đó, để bạn duy trì được cái doanh số bán hàng của mình. Đó là cái giải pháp thứ hai. Và cái giải pháp thứ ba đó chính là các bạn hãy tập trung vào việc lựa chọn một cái sản phẩm chính thống, để khi khách hàng nhắc đến thương hiệu của bạn, nhắc đến cửa hàng của bạn là khách hãy nhớ ngay đến sản phẩm đó. Đôi khi á, bạn có thể có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau để kinh doanh, tuy nhiên bạn vẫn phải tập trung vào một cái sản phẩm chính, tập trung vào việc khai thác nó, marketing nó hay là đẩy mạnh sản phẩm đó để nó làm một cái tiền đề cho thương hiệu của mình, để khi khách hàng mà nhắc đến thương hiệu của bạn thì họ sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm đó là cái sản phẩm best seller, cái sản phẩm bán chạy nhất, cái sản phẩm được ưa chuộng và được yêu thích nhất. Cũng như là khi mà nhắc đến cái dòng sản phẩm đó thì họ lại nghĩ ngay đến thương hiệu của bạn. Đây là một cái thương hiệu cung cấp cái dòng sản phẩm đó nhiều nhất, là một cái thương hiệu sản xuất ra cái dòng sản phẩm đó. Đó là trong những cái thành công của cái người kinh doanh và bán hàng, khi mà để khách hàng họ nhắc nhớ đến sản phẩm của mình, nhắc nhớ đến thương hiệu của mình, nhận diện một cách nhanh chóng ha. Đó là ba cái giải pháp mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và khi mà các bạn ứng dụng ba giải pháp này thì chắc chắn điều các bạn nhận được sẽ là các bạn sẽ có nhiều khách mua hàng nè, các bạn sẽ tiếp cận khách hàng tốt hơn, cũng như là các bạn sẽ chọn được cho mình một nhóm đối tượng khách hàng để duy trì doanh số. Và hơn hết nữa là bạn sẽ chọn được cho mình một cái dòng sản phẩm để làm tiền đề cho cái thương hiệu của mình, một dòng sản phẩm để tạo ra doanh số khủng. Và hơn hết nữa là bạn sẽ chủ động được cái khoảng thời gian để mình có thể cho ra mắt những cái sản phẩm mới, cũng như là bạn tiết kiệm được cái thời gian, có thể làm ít, có thể tiết kiệm được thời gian nhưng mà vẫn duy trì được cái doanh số tốt, vẫn có được những cái kết quả tốt hơn so với việc là các bạn phải mất quá nhiều thời gian, phải quanh đi quẩn lại rất là nhiều nhưng mà cái kết quả nó không được khả quan. Đó là những cái điều mà các bạn sẽ nhận được. Và chúc các bạn sẽ luôn luôn tự tin cũng như là thành công trong cái quá trình kinh doanh và bán hàng của mình. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì hay là có những cái câu hỏi thắc mắc thì hãy nhắn tin về cho Facebook của Hà Phương hay là comment những câu hỏi ở dưới video này nha. Để vào những video sau mình sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để mình có động lực làm tiếp những video sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.